Cảm ơn các cháu đã có mặt ở đây để động viên cổ vũ
các nghệ nhân mana của chúng tôi trong chương trình cầu xin chú thần tổ chức và sản xuất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
các cháu ưu tú của Phú Thọ, những gương mặt mới của nền bóng đá Việt Nam tương lai. Xin chúc các cháu thi đấu thành công trong giải này và có một tương lai tốt đẹp. Cảm ơn các quý vị phụ huynh đã đưa các cháu vào nhà đến Việt Nam. Xin cảm ơn các cháu ưu tú với tình yêu. Các cháu đã làm cho đêm hôm nay thêm sôi động. Xin cảm ơn nhà của những thầy cô, các quý vị phụ huynh đã đưa các cháu đến đây cùng chúng tôi. Xin cảm ơn các nhân viên và đặc biệt hơn nữa là cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các khán giả và đặc biệt là các khán giả nhỏ tuổi đến từ